cũng bị mà, giống như đi bị nội này chứ, đi bị công kích đấy chứ, đi bị dẫn dắt là một chuyện đấy chứ. Ví dụ như nít giả vô nói chị đi, em thấy bà đó không được, em thấy ông đó không được, kỳ cục nhưng mà đi bình thường. Hả? Ngon à. I like it. I like it. I like it. Nghe nè em. Nghe nè. Với lại đi nói một điều nè, đôi lúc đi muốn trải lòng mình á, kiểu như cho những người yêu thương hiểu mình á. À, mọi người hỏi là người nói là có những người họ chỉ đứng đằng xa thôi, họ theo dõi câu chuyện, thì cũng có người họ có chiều sâu á, cái họ nói mình con đi này nó im lặng, có công kích cỡ nào nó im lặng, nó giỏi không phải giỏi đâu, này là hiểu á, tại vì đi chưa bao giờ đi tới cái drama này, đi đặt loan, bắt buộc áp đặt loan là khi chị bị gì em phải đứng em bảo vệ chị, nó nhìn bản thân mình đi không bảo vệ mình được thì đi bảo vệ ai, đi phải bảo vệ mình trước tiên đã, có nghĩa là tự đi có kiên định không phải về tất cả mọi mặt tâm lý, nó đóng vai trò quan trọng, đi kiên định cái tâm lý của đi phải kiên định nè, đi giữ vững tinh thần thì đi bảo vệ đi rồi đi mới đi bảo vệ người khác được, đi không bảo vệ đi mà đi bắt mớm đứng để bảo vệ đi nữa thôi thua. Nên có những cái tin nhắn đi cũng đọc được á, mớm nó nói là chị em phải nói làm sao, nó sợ đi buồn, cái đi thấy những tin nhắn qua trách móc mớm á, sao em để đi yêu thương em, thật sự đi đọc cái tin nhắn không phải là đi phủi ơn đâu, nó nói tại sao mày thương mớm em kỳ lắm em mớm, đi bị tấn công vậy sao em không lên nói giùm đi một tiếng tội nghiệp đi, không không có tội nghiệp mọi người, không thể tội nghiệp đi được, đi không bảo vệ đi được thì đi bảo vệ ai, và đi tự nguyện cho nó, vấn đề tới ngày hôm nay à, mớm nó có làm gì đi nữa đi cũng không có cho nó đứng lên nói với đi một tiếng nào. Đi ơi, mọi người đừng có tấn công chị đi của em hay gì á, có những cái comment nó bất chợt á, đi cũng có thể nghĩ là chắc là mớm nó chỉ bị cảm tính lúc đó nó sợ đi tổn thương á, chứ không đi chưa bao giờ đi nói mớm, mớm là em đi phải bảo vệ chị, đi phải bảo vệ đi trước đã, đi mới có thể bảo vệ mớm, còn kêu mớm bảo vệ đi thôi còn gì nữa đâu, mọi người thấy đúng không? Chị nói giỡn ai. Cho nên chưa bao giờ kêu mớm là đứng tới bảo vệ đi, không có cần thiết. Rồi đi qua mọi người ơi. Còn nó giận dắt chứ, trời ơi, nó đánh tâm lý, nó đánh vô tâm lý là chết liền. Cảm ơn mọi người thích tính cách đi, nhưng mà có nhiều cách
cái Ni cũng không có phải, không có ai hoàn hảo đúng mọi người. Ni là như con trai vậy đó. Nhưng mà chỉ xuất ra là tính tình là con trai thôi, nhưng mà giới tính là gái thẳng nha. Chị quen là cái tính tình con trai thôi, giống con trai vậy đó, kiểu không có chấp nhận ba cái chuyện. Bởi vì cho nên là ai yêu đi mà đàn ông yêu đi là khổ. Tại đi không thành vô tâm đó mọi người, thành vô tâm đấy, không có quan tâm nhiều á, không có nữ công gia chánh giỏi á. Chính xác vậy mà. Vậy chị đang đi mua đồ đây em. Nhớ mấy em gái nhớ anh Minh nhiều. Đi đang kiếm cái thuốc, cái kẹo ho cho con uống thuốc. Tự nhiên bữa ôm á, cái chị ngay chỗ trống đồng mà chị ôm, chị nói câu à, mọi người chưa thấy đi khóc. Không có gì, tự nhiên chị hiểu mà, nên cái chị nói mình trời ơi. Lúc đó là do là control được nha mọi người, quản lý cái cảm xúc được, chứ không là chắc quê chết luôn. Trời ơi. Đó, không có được thổ lộ cảm xúc. Ông Sang ông mới vậy mà bị tấn công mạnh xác vậy, gặp Ni mà khóc nữa thôi chắc chết. Sổ tiếng Anh như gió, nó một hồi chưa có chứ không. À, tối nay chắc là loi mặc áo dài đỏ. Ni nói loi mặc áo dài đỏ rồi, tại vì mặc mấy cái đồ kia nó không hợp lắm. Thì mọi người góp ý lên nương là mớm nó có ghi nhận, nó có đọc khó đó mọi người. Ni nói nó là tôi mặc áo dài đi, cho hợp với bài hát, cho hợp với khung cảnh. Yes, mấy năm mình phải không? Đây. Cảm ơn chị. Không phải em đối nhân xử thế rất là number one đâu chị. Em nhìn chút xíu cũng sao, là mình cứ suy nghĩ nhìn đâu có chết đâu. Cứ để cho nó qua đi, mình không quan tâm. Tại vì họ tấn công mình, họ không hiểu mình thì thôi. Có nghĩa là họ cảm nhận được cái tình yêu thương của mình, cái sự tôn trọng của mình dành cho họ thì thôi, có nó giải thích cũng như không chị. Cho nên em im lặng. Im lặng tới bây giờ. Đồ đỏ không đẹp hả chị? Không, không, cái áo dài đỏ không dễ thương lắm chị. Ờ, cái kẹo đó đúng rồi nè. Ồ, cái này không phải. Cái này là hai bịch bự. Nhớ nó mấy mùi à? Cái này giờ cho Việt Nam. Nó họ vô tư, nó hiền lắm. Hôm qua nó đi chậm, nó còn biết cái tính đi chậm. Ông Sang này cũng chậm. Đi qua bên băng truyền của Kim Trang nên á, chỉ được chỉ việc là tháo dây beo, dây nịt ra, với lại áo khoác và đồ đạc tư trang ở trên người để qua cái băng truyền kiểm tra. Cái này thấy ổng khờ, lần đầu tiên ổng đi máy bay đi nước ngoài nữa. Cái này kêu ổng mày, ổng quay và ổng trèo lên cái băng truyền đó đi, tại vì ổng đeo, ổng mặc đồ chiếu nhiều á. Cùng mớ mà không kẹt là ổng quay ổng nằm thiệt rồi. Hồi xưa đi cùng chậm thằng bạn đi, nó lên đánh nằm thiệt, thế là bị đuổi, bị an ninh đuổi xuống. Trời ơi, nó chửi đi từ cái phòng chờ ở Gia Lai đó mọi người, nó chửi tới Sài Gòn, nó chửi đi, nó nói đi mày mắc dậy, nó chửi đi. Hôm bữa đi chồng ông xem thằng chen, rồi hôm qua đi đi shopping với lại bà mớm. Thì cũng xong là bà mớm bà quen là thấy đẹp quá, bà mới nói đi ở đây có bán đồ sale, tại vì dẫn đi FO là có đồ sale đó. Cái này mới nói ngồi đợi đi để ta coi thử, ta hỏi thử đây có đồ sale mày gom về mày bán. Cái này ví dụ như đồ sale nó thấy giá, cái hỏi giá nó tiếng Anh nó đâu có biết. Cái này nói cái này khoảng trăm mấy chục ngàn tiền Việt Nam mình nè, bây giờ mày bán 200, mua trăm mấy gì bán 200, tiền vận chuyển nữa thì lời mấy chục ngàn cái. Thì bà ngồi bà đợi tiền, bà đợi tiền xong qua nó biết đi, đi xạo đi lừa nó đi. bà ăn bà đi. Bây giờ nó biết rồi, đi nói gì nó mới tin, nó biết đi chậm nó cho nó vui vẻ đó, cái gì đâu.
tới được cái là ví dụ đi sai, lúc đi sai chứ đi nóng tính là đi có những cái đi không bình tĩnh, nó còn nói với đi mà nhưng mà nó góp ý đi thì chịu, nó có thể nó nói đi em thấy đi vậy ok mà nó nói với đi là nó nói thẳng mặt luôn, mình đi có la nó đi cũng la thẳng mặt, như vậy chị em mới lâu bền chứ. Giống như anh Sang cũng vậy, có gì chị cứ nói đi có nói với anh Sang anh vậy là em thấy không được, anh em thấy mà anh coi em như là em gái, em góp ý anh thì anh ghi nhận không, còn anh không có nghe em thì thôi, không nghe lời góp ý của em thì thôi, giờ sao? Cho nên không có nói sau lưng, thì không có nói bảo xuyên ở phật, bảo xuyên ở phật, bảo xuyên ở phật, không có qua đây, bảo xuyên lo công chuyện mình nói chuẩn bị số tháng 6 đó mọi người, qua đây tới 4 tiếng nữa. Hồng Nguyễn, em tặng chị đi cái váy, em tặng chị không lo cái váy được không đi? Ok em nhắn tin, em tặng thì em nhắn tin, chứ em tặng mà em hỏi chị đi sao chị đi biết trả lời đây? Dạ, tối nay loay mà áo dài à? Dạ, bảo suy hợp hợp ạ. Cái ông Sang, kể tiếp cho mọi người nghe ông Sang, ông nằm trên dây chuyền. Ông nằm trên dây chuyền xong rồi cái ông sắp nằm lên, có nghĩa là ông kéo cái beo ra đó, kéo cái dây lịch ra xong sửa nằm lên. Cái khung bóp nó kẹt, khung bóp nó tìm, hả, ông lo là gì đó? Cái mà mấy người kia nhìn ông cười quá trời luôn. Bắt đầu người ta biết đi nghịch, người ta chỉ mặt đi, người ta nói, con bé này nó ngập nha. Đó. Rồi đi đi mua trong sân bên cho mọi người. Kêu ông Sang ông thấy đồ, ông kêu đi gửi chữ gì đây đi. Cái đi nói là mua 1 tặng 8 đó. Có nghĩa ông mua 1 cái tặng 8 cái đó. Ông cũng tự tiện. Sao nó kêu mãi dữ vậy? Dạ Linh Tí Võ. Ây, sorry. Tí Linh Võ. Tí kêu anh Thái kìa. Quỷ Tí nha, cũng may á là tao có chồng có con rồi mà cứ anh thái tao còn để mà tao ở giá, chứ tao ở giá gì cái lời của mày luôn á, thằng quỷ sự nha. Đã đặt tên anh Thái với ai cũng vô cái anh Thái không gì đó mọi người. Quá trời anh Thái nó làm chết cái tên này luôn. Mua cái thuốc nhuộm màu đen. Thuốc nhuộm màu đen dành cho tóc bạc đó cơ. Dạ, anh Vũ anh lo hai cái căn penthouse của anh. Anh không có thời gian luôn đó mọi người.